trước khi hai đội thi đấu thì ban trọng tài các cán bộ và các huấn luyện viên được biết này, suốt từ sáng giờ chúng tôi theo dõi hết. Là khi cái đội đó về sau cái xe lại, là các huấn luyện viên phải nhắc các cô của mình, đặc biệt là các cháu ở lúc tuổi trẻ, để cho các cháu quen thứ nhất cái xe đài là không đúng, ba lên cái cổ, ba đập xuống và ba ra ba vào. Và có rất nhiều đội chúng tôi theo dõi từ sáng, có khi là chỉ có một lần thay sở chưa đứng thắp tay lên cái xe này cả. Cái này là cái trách nhiệm của công nhân viên, để công nhân viên để đi ví cho các cô của mình để những giải này lần sau và sau hơn các cô của mình thi đấu cho nó chuẩn. Hai đội chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp một bắt đầu.
giữa trận Tuyên Quang và Quân Đội. Lưu ý là chúng tôi đã có trọng tài và có ký hiệu đưa về các góc là phân biệt đâu là mặt đâu là mua, nên là các huấn luyện viên chỉ đạo viên nếu thấy có vấn đề chưa chính xác cần ý kiến luôn với ban tổ chức để chúng tôi xem cho xem xét lại các hình trường hợp là cái trận đấu đó là trọng tài đã công bố nếu có khiếu nại còn để bằng văn bản và cũng không nhận vào sở lưu ý chúng tôi nhắc nhở chỉ đạo viên của đội quân đội không được đưa người vào sở và có những lời nói mà phải bằng văn bản sau khi chúng tôi đã có kết quả còn trước khi chưa có kết quả các đồng chí có ý kiến thì có ý kiến và xin phép chúng tôi cho hội nghị và cho sở lưu ý như vậy. Hai đội chuẩn bị hiệp hai bắt đầu. Thank you.
ảo ảnh ra một cục lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.